Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 18 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 50. Những đức đọc một công đoạn lời dạy của chư tổ sư để chúng ta gây dựng được tín nguyện niệm Phật kiên cố, không bị những cái tác động nào làm mình dao động tâm khi mình niệm Phật. Vị nghe nè. Thờ mặt pháp này, nếu bỏ đi pháp môn niệm Phật thì không có pháp môn nào có thể giải thoát được biển khổ sinh tử ngay trong một đời. Nếu chẳng biết được tốt xấu, không biết mình là phàm phu, vô minh ngu si, chướng sâu, phúc mỏng, nghiệp dày, mà không y cứ vào lời dạy của Đức Phật, thành thật tu hành nương nhờ sức Phật cứu độ bởi pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn này. Lại theo ý riêng tu hành các pháp môn khác thì không có cách gì đạt được lợi ích và thụ dụng chân thật, lại không thể giải thoát khổ đau sinh tử trong đời này. Đây là lời tổ sư để lại đó quý vị. Nên ngoài tịnh độ thì không thể nào quý vị có thể giải quyết được vấn đề sinh tử trong một đời này. Nhớ kỹ nghe. Nên những văn tự này khi mình đọc, mình nghe một lần là tăng tính tâm một lần, nghe một lần là tăng tính tâm một lần. Nên quý vị sẽ không có chạy theo những cái hình thức cao siêu. Vì hình thức cao siêu đó cũng không giải quyết được vấn đề sanh tử. Dù có nói bạn có chăng tu gì thì chăng nữa cũng thành giả. Vì sao? Vì bạn không có một đời này giải thoát được. Một đời này bạn không giải thoát được thì dù có chăng tu gì cũng giả. Còn chỉ có pháp môn tịnh độ này bạn gầy dựng tín nguyện niệm Phật, bạn có nắm chắc có Phật hiệu này, người ta có nói gì bạn cứ niệm Phật, thì một đời này bạn thành tựu của đường giảng sanh. Niệm Phật là việc của mình làm, tiếp giảng giảng sanh là việc của Phật làm. Mình làm mình hiểu, ai ăn nấy no. Phải nhớ kỹ chỗ này. Ai ăn nấy no, ai tu thì nấy chứng. Giống như nước nóng lạnh tự mình uống tự mình biết. Người ta không uống sao người ta biết? Bản thân mình uống nước mà còn chưa biết nước này nóng hay lạnh hay sao, thất bại. Nên mình phải gầy dựng tín nguyện cho kiên cố. Đừng có bao giờ chạy theo sự cao siêu. Vì chạy theo sự cao siêu 2-3 năm, nhìn lại người ta đã đi xa rồi. Bản thân những đức niệm có Phật hiệu này mười mấy năm nay, nhiều huynh đệ anh em một thời cùng với những đức, một là bỏ tu, hai là lang thang. Lâu lâu gặp lại họ nói họ không được gì hết. Xin thưa quý vị, một câu Phật hiệu này những đức niệm còn rút thời gian lại không biết bao nhiêu thời gian của cuộc đời đi tu. Ngày xưa những đức đi vô chùa nghe vị thầy nói một câu, từ khi gặp pháp môn niệm Phật, tu tập 4-5 năm hình thành một cái pháp hội, tu các pháp khác 30-40 năm cũng không bằng. Những đức từ đó nghe thì lo niệm Phật. Những đức chỉ có một câu Phật hiệu, những đức đi vào trong chùa, người thầy hướng dẫn những đức tu mấy chục năm. Bản thân những đức bây giờ rút mấy chục năm đó lại luôn, hình thành được cái nhân duyên hướng người tu, rút hoàn toàn thời gian lại luôn. Đối với chùa chiền, những đức cũng có nơi hướng dẫn người tu. Đối với nuôi người già,
như Đức nuôi cũng rất là nhiều. Đối với hướng dẫn Phật tử cũng rất nhiều Phật tử nghe như Đức giảng. Đối với đưa cái phương pháp tu thì bao nhiêu Phật tử cũng áp dụng được. Nhưng Đức từ ngay một câu Phật hiệu đã hình thành cực kỳ thù thắng như vậy, rút hoàn toàn thời gian lại luôn, rút thời gian dài lại luôn quý vị. Trong vòng thời gian người ta đi tu 40-50 năm, bản thân những Đức rút hoàn toàn thời gian đó lại, chỉ còn khoảng 10 năm, 5-7 năm là đã hình thành được những pháp hội thù thắng. Từ nơi ngay chỗ đó những Đức thấy rõ ràng vị thầy mà đã từng dạy những Đức rằng, từ khi gặp tịnh độ dài 3 năm mà hình thành một pháp hội, người tu mấy chục năm cũng không bằng. Thời gian mấy chục năm tu phương pháp này phương pháp kia, đi đầu này đi đầu kia đi đầu nọ, cuối cùng mất phương hướng. Nên người mà gặp được tịnh độ, nắm chắc câu Phật hiệu này, ở bất cứ nơi nào lo tu ở nơi này cho thật là tốt. Nên những Đức đưa lên cái việc quý vị thỉnh tự Phật thờ, đây là một việc cực kỳ quan trọng. Càng về sau vị sẽ thấy sự lợi ích này không thể nghĩ bàn. Tại gia đình quý vị có ngôi tam bảo mà lại có từ khóa tu nghe pháp được mỗi ngày luôn, quá đặc biệt không? Đây là hàng cư sĩ tại gia. Còn người ở trong chùa thì chuyên tu niệm Phật, chùa mình quý vị thấy rõ ràng ấy. Tượng Phật như Đức đặt rất nhiều, mà tượng Phật đặt rất đẹp để cúng dường cho quý Phật tử khắp nơi. Lễ Phật đản lần này chúng ta có 1000 bộ tượng Phật, nên tất cả trưởng đoàn khắp nơi nơi dẫn người đi. Quý vị thông báo rõ ràng cho họ thỉnh tượng Phật. Mỗi bộ tượng như Đức đặt 1 triệu, hơn 1 triệu tặng cho quý vị, còn động viên hết lời. Đây là cái làm rất chân thật 100%. Rồi ngay Phật đản tặng mỗi người thêm 1 cái đèn bông sen niệm Phật để cho bàn thờ. Nên pin 30.000 cái đèn bông sen. Những vị nào cúng dường pin thì chủ nhật đợt này quý vị đến mua đem lại đưa những Đức cũng được. 30.000 cái đèn bông sen là 60.000 cục pin nhỏ, pin tiểu, cho xíu xíu. Vì hẳn nhiều vị đã từng cúng. Ví dụ như cái đèn mà nó không có pin thì nó không phát được cái đèn ngay ngày Phật đản. Chúng ta cầm cái đèn đưa cao lên. Ngay ngày Đức Phật đản sinh quý vị kết hợp cúng được pin đó, cũng như gieo cái duyên có sự sáng suốt thông minh trí tuệ. Nhưng Đức nêu lên như vậy vì cái đèn Đức đã mua rồi, đặt chuẩn bị hết rồi, 30 cái đèn bông sen chỉ còn pin. Nếu mà chủ nhật đợt này không có ai cúng thì những Đức sẽ sắp xếp, không sao. Và thông báo cho quý vị biết là 30.000 cái khăn đã có rồi, vừa về hôm qua 30.000 cái khăn. Những Đức chích ra 6.000 cái khăn trong 30.000 cái đó, tại vì những Đức đã hứa quý vị tặng cho quý vị cái khăn trước Phật đản, thì những Đức hứa nhất định những Đức sẽ giữ lời. Tuy là những Đức đặt cái lượng khăn kia, cái cô kia làm không ổn, nhưng khi 30.000 cái khăn này về, những Đức sẽ chích ra 6.000 cái để tặng cho quý vị. Khi quý vị đi đến đây dự lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, 30 tháng 4 tại Đạo Tràng 3, khi quý vị đến tổ chức dự lễ bên đó, xong chúng ta được dự ngày 1 tháng 5 bên Hộ Pháp. 1 tháng 5 những Đức sẽ tặng. Những Đức chuẩn bị 6.000 cái chiếc khăn tặng cho quý vị. Đúng như lời hứa, đã hứa tặng cho quý vị trước lễ Phật đản. Có nghĩa là những gì mình đã hứa nhất định mình sẽ làm. Những Đức nghĩ rằng ngày lễ Phật đản nếu được 20.000 người thì quá dữ dằn, không thể nào đông hơn lễ viếng Quan Âm Bồ Tát được. Khoảng 20.000 người là cũng quá dữ dằn rồi quý vị. Nên còn 24.000 cái khăn là chắc chắn thoải mái, không bao giờ thiếu.
Vì một số vị nhà Đức tặng quý vị trước ngày này, thì thí dụ như số lượng ngày đó quá đông thì nhà Đức sẽ thông báo cho quý vị. Những người nhà Đức đã tặng khăn thì quý vị khỏi nhặt. Còn nếu như số lượng người bình thường, nhà Đức cũng tặng quý vị luôn. Thật sự mà nói, nhà Đức đã mua đồ tặng thì nhất định sẽ là tặng, không cần phải suy nghĩ tới dòng do tam quắc. Đó là chương trình nhà Đức thông báo với quý vị rất rõ ràng. Từ thứ bảy chủ nhật đợt này quý vị sắp xếp được về tu tập và ở được ở trong chùa, tại vì nghỉ lễ tới 5 ngày. Và 34/1/5 quý vị cũng đến dự khóa tu được. Nên tất cả trường đoàn nên phát động chương trình. Phát động chương trình nhớ kỹ. 30/4, 1/5, 2 ngày quý vị đến để dự chương trình và có ca sĩ hát cho quý vị nghe. Dịp lễ vừa có tu tập niệm Phật, phóng sanh cũng như thực, và có luôn các anh chị ca sĩ hát. Và 1/5 bên hộ pháp những đức tổ chức xong chương trình, những đức tặng khăn luôn cho quý vị, chuẩn bị 6.000 cái khăn cho quý vị. Đây là 100% đã nắm trong tay rồi quý vị, khăn đã về rồi. Và vừa chuyển khăn 24.000 cái qua bên đạo tràng 3 rồi, và để bên hộ pháp 6.000 cái khăn để tặng cho quý vị. Đây là xác thực 100%. Nên nhà Đức thích làm việc với những người rõ ràng. Nên cái anh Phúc ở miền ngoài, anh sắp xếp làm theo quy trình làm rất bài bản, đưa lên chương trình không bao giờ bị thất tính. Nên về sau nhà Đức làm việc, những người phải nắm được nguồn gốc rõ ràng, làm phải có uy tín, nắm cho rõ ràng, về sau mới lâu dài. Nên nhà Đức nói với vị, một lần thất tính vạn lần thất tinh. Người làm ăn kinh doanh mà thất mắc uy tín thì bị thất bại chắc chắn mới bị luôn. Cuộc sống con người cũng vậy, chúng ta mắc uy tín, chúng ta ai cũng còn cái sai. Nhưng nếu đã nói ra là phải giữ uy tín. Nên cái việc nhận đức đã nói ra là có sự trở ngại là do cái người làm việc chung với mình. Còn bản thân nhận đức nhất định nói mua tặng là mua tặng, tặng là nhất định tặng. Nên tất cả những gì người ta đưa cho mình đều chân thật, mình làm hết lòng hết dạ. Quý vị biết rằng là Phật pháp độ sanh nó có nhiều nhân duyên rất là lạ kỳ. Kể cho quý vị nghe vài câu chuyện cảm ứng. Thầy Nhân An cũng gặp những đứa cũng kể, cũng vui vui. Phật tử quê của thầy Nhân An vào trong chùa tu tập. Bởi vì khi những đứa nghe những đứa, à thì ra là Phật pháp nó có nhiều cái độ rất lạ. Độ người có nhiều cái rất lạ. Nhưng cái dẫn dắt đó đi vào cái thật chắc quý vị phải dụng công tu thì thật sự kết quả lớn nhất. Thường là người ta gặp những đứa người ta ưa nó, cái vai con nhất, cái tai con nhất, cái này kia. Những đức thì ít có chịu cái việc mà gì, nhưng mà người ta cứ làm gì, những đức cứ lấy cái tai những đức quýnh đại. Có một cô Phật tử ở ngoài quê của thầy Nhân An, bà điện nói chuyện thầy Nhân An rằng cái tai con nhất mà không tưởng tượng được. Nói thầy Đức thì Đức cũng quýnh ba cái, một cái tự nhiên giờ cô khỏe vậy sao. Những đức nghe một cái tự nhiên trong lòng, những đức nói thì ra có những nhân viên độ sanh nó rất là lạ kỳ, nhưng mà lạ kỳ đó phải đi vào cái thật chất là bạn phải dùng công tu. Tại vì sao? Vì cơ thể chúng ta mỗi người nó đều có thuận duyên, có nghịch duyên. Có chúng sanh thuận, có những chúng sanh nghịch ở trong cơ thể chúng ta. Nếu gặp một con người vui vẻ, an lạc, vui vẻ, hoan hỷ, có năng lượng cao, khi mình gần gũi họ tự nhiên mình có một cái từ trường đặc biệt. Nhưng mà mình phải có lòng tin kìa. Lòng tin mà mình có, phải có một cái sự hòa nhập của tâm á, thì nó có cảm ứng. Có cảm ơn. Giống như có một cái cô này, cô Bi nổi một hạch mà ngay chăng cái đường kính của người nữ, khổ, khổ vô cùng, đau cực kỳ đau. Cô gặp những đứa cô hỏi cô nó rất là đau thầy, ngồi không được, nó đau cực kỳ đau luôn. Bây giờ con phải làm sao? Nếu như mà gặp những đứa không tính nguyện niệm Phật, những đứa kêu cô đi mổ con gái, cô kỳ nó kẹt. Ngày xưa anh nhà Đức, anh hai ngày xưa thờ đó chưa biết Phật pháp, còn nhỏ nhỏ, anh hai ông 44 tuổi, ông bị nổi một cái hạch ngay cái gần cổ chỗ này nè, đưa vô bệnh viện, người ta mổ cái mục đó. Ban đầu cái mục nổi bự ngón tay cái một chút, mổ một phát một tháng sau nó bự phải lớn, bự bằng cái bằng bắp chân vậy đó. Vài tháng sau nó bự, nó gút toàn cơ thể anh lên trên đây, bự gì rồi anh chết cực kỳ thê thảm. Quý vị coi qua câu chuyện Ngộ Đạt Quốc Sư thì quý vị biết
là một ghẻ mặt người. Nên mỗi một bú, mỗi một nhọt, một này một kia, thì đừng tùy tiện mổ tầm bậy. Đừng đụng dao kéo vào. Nếu đụng chỗ này nó mọc chỗ khác, đụng chỗ này nó mọc chỗ khác. Tại vì sao? Chú ẩn nằm trong đó. Chỉ có mang tâm quá dài. Nên Phật Pháp không có đối lập, mà là quá dài. Không có trừ khử, không có dẹp, không có giết, mà là quá dài. Dùng tâm từ bi để quá dài. Quý vị nhất định không có ác tâm. Dù nó một lời mạnh mẽ, nó một lời quyết đoán, nhưng không ác tâm. Phải quá giải chứ không phải trừ diệt. Không phải là đối trị. Không phải là đối lập. Không phải. Mà là quá giải. Nên có nhiều người, người ta dùng kinh chú của Phật để thu phục. Không phải. Sai. Không đúng. Khi cô này cô gặp Như Đức, cô hỏi gì Như Đức nói. Cô tin nhân quả không? Cô nói cô tin. Cô tin Phật không? Tin. Tin Bồ Tát không? Tin. Một mụn này nổi lên không phải là chuyện đơn giản bình thường. Nếu mình mổ chỗ này với đâu nó mọc chỗ khác còn nguy hiểm hơn sao? Mang cái tâm dịu tâm quá dài. Đừng bao giờ bực bội khó chịu. Cô niệm Phật, thành tâm niệm Phật, cô nghe lời Như Đức. Cô niệm Phật đi. Như Đức nói bằng một cái tâm rất là hoan hỷ vui vẻ nói với cô. Cô nghe lời. Thật tâm 100% cô tin và cô nghe lời. Hai ngày sau mục đã bể ra. Cô gặp Như Đức nói rồi này. Hai ngày sau tự mục đã bể ra luôn. Khi bể ra xong tự nhiên hết đau. Quý vị nhớ Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không cũng giảng Pháp nói rằng quý vị khi ngứa ngáy hay đau đớn gì, quý vị nên niệm Phật vuốt ve. Cái tâm đừng sân hận nổi lên, sẽ quá giải nghiệp. Rất hay. Có những công đoạn Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày viết quyển sách mà xin lỗi vậy nhá. Xin lỗi quan gia nhá. Vì đi dùng câu Phật hiệu này xin lỗi là hay nhất luôn. Nói bao nhiêu lời hay trong cuộc đời không bằng niệm một câu A Di Đà Phật. Nói bao nhiêu lời khéo léo cũng không bằng niệm một câu A Di Đà Phật. Nên chúng ta lý giải để khuyên người niệm Phật làm chính. Cái gốc là niệm Phật. Đây là cái rất là hay. Đặc biệt lắm. Nên mỗi một con người mình gặp một tình độ, đây là pháp đại thù thắng. Dù mình có đau bệnh gì, quý vị cứ cố gắng niệm Phật đi, rồi mọi việc sẽ qua. Thà mình trải qua báo thế gian để tránh quả báo tam đồ. Nếu như mình không chịu trải qua báo thế gian, quả báo tam đồ mình chịu thì khổ đau lắm. Thì nghe công đoạn này rất rõ ràng. Thờ mạt pháp này, nếu bỏ đi pháp môn niệm Phật thì không có pháp môn nào có thể giải thoát được biển khổ sinh tử ngay trong một đời. Nghe rõ ràng chưa? Nên có nhiều người ta chạy theo sự cao siêu. Quý vị niệm Phật mà bị bỏ niệm Phật là ngay chỗ quý vị muốn cầu cảm ứng, cầu những cái vi diệu hay là những điều cảm ứng gì phi phàm không có. Quý vị cứ lo niệm Phật đi. Bình an là phi phàm nhất. Đừng nên cầu cái gì phi phàm quá. Bình an là phi phàm nhất. Mỗi ngày có nụ cười là phi phàm nhất. Con người sống trong cuộc đời này muốn biến dạng hóa lo đủ chuyện nặng nề, quý vị mỗi ngày có nụ cười là quý vị là phi phàm rồi đó. Đừng bao giờ nhìn những người làm phi phàm cho rằng đó là ghê gớm. Vì có ai làm được đâu mà ghê gớm. Vậy cái mà ai cũng làm được nên mới là thù thắng. Vì sao có môn niệm Phật này 10 phương chư Phật đều tán thán? Chỉ có niệm Phật mà 10 phương chư Phật tán thán. Vì sao? Vì ai cũng niệm được nên 10 phương chư Phật mới tán thán. Nhiều người trong cuộc đời này người ta không hiểu đâu quý vị. Người ta tưởng đâu một cái việc đi phi phàm, một việc làm phi phàm gì đó là người ta chạy theo, ào ào theo. Mà người ta không biết chính bản thân người ta làm không được. Thì việc này Phật Bồ Tát không tán thán. Nhớ kỹ. Chúng ta nhìn thấy thì cũng thấy rất phi phàm, chắp tay cũng cảm thấy cung kính, nhưng không tán thán. Vì sao? Việc này không ai làm được, không mấy người làm được, nên không tán thán. Đây là góc độ rất trí tuệ trong nhà Phật dạy. Nhớ kỹ. Nên á, cái máy bấm số niệm Phật này rất hay. Từ khi chùa mình phổ biến tới bây giờ, đa phần các cụ trong chùa mình tự nhiên tâm tính các cụ dịu lại hết. Ngày xưa lo cụ cực kỳ khó khăn luôn. Vì sao? Để tới điện tu bước ra không niệm Phật. Bây giờ chiếc máy niệm Phật này, nên tất cả người trong chùa, điểm chính chùa chúng ta bố trí ra phải cố định. Buổi chiều tu xong phải đi ghi ký số cho các cụ.
Khi cái số xong còn phải niệm Phật hồi hướng cho các cụ, để cho các cụ động viên các cụ thương nhớ Phật niệm Phật. Đại lão Hòa Thượng Chí Tịnh ngày nói mót có Phật hiệu cực kỳ hay, mót có Phật hiệu hay lắm. Nên chiếc máy bấm số niệm Phật này từ người trong chùa tới hàng Phật tử khắp nơi nơi áp dụng. Đừng bao giờ giải đãi, đừng bao giờ để lạc mà bỏ đi. Niệm một câu ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm. Công việc nhân đức, làm bao nhiêu việc rảnh rỗi sắp xếp ngồi là niệm Phật bấm số, về phòng bấm số, đi cầu thang cũng niệm Phật, sau đồ ăn cũng niệm Phật, lúc nào cũng đeo máy niệm Phật để bên cạnh, trong phòng ngủ lúc nào để máy niệm Phật. Đây là xác thực 100%. Rảnh lúc nào lễ Phật lúc nấy. Bây giờ không lên chánh điện được, rảnh lúc nào lễ Phật lúc nấy. Buổi sáng lễ Phật một chút qua nấu ăn. Tự mình biết gây dựng niệm Phật tu hành. Tại vì biết niệm Phật là ít lớn rồi, chúng ta không bao giờ giải đại siêng năng niệm Phật. Nên chiếc máy bấm số niệm Phật này rất là hay. Niệm rõ ràng một câu ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm, ai với Đà Phật bấm. Cái cõi đời này khổ như vậy, chúng ta muốn về cực lạc. Mà muốn về cực lạc thì phải siêng niệm Phật. Muốn về cực lạc là phải siêng niệm Phật. Bạn không siêng niệm Phật làm sao về cực lạc được. Bạn muốn về cực lạc thì bạn là người dân ở thế giới cực lạc. Bạn là người dân ở thế giới cực lạc thì tức khắc tâm tính của bạn dễ vui vẻ quan hỷ, không buồn giận ai để trong tâm. Cái gì người ta gây người ta nói mình nhẹ cả thôi. Bản thân mình có góc độ nhận thức, chứ không phải là đưa cái mặt ra để mất uy tín, cảm thấy buồn vì chạm tự ái. Sai rồi. Tu hành mà đụng cái là chạm tự ái, bạn không bao giờ sanh trí tuệ. Người mà dễ chạm tự ái là người ngu si. Người mà dễ buồn dễ giận là ngu si 100% quý vị luôn. Cái người mà khi người ta nói với mình nhận thức, về sau mình có góc độ, người này về sau mới giỏi. Đi đâu cũng giỏi hết, ở đâu cũng giỏi hết, đi đâu cũng có cơ hội hết. Có người mà càng tu mà càng bị tiêu cực là bị thất bại rồi. Quý vị nhớ kỹ, như trong chùa Nhật Đức từng nói với các anh em, bây giờ có nhiều anh em thấy những đứa đơn giản quá mà không thành công như tôi bất phục, cũng vô dụng thôi. Bạn còn càng ngu si thêm chứ làm gì. Người ta lo lắng cho mình hoàn toàn hết, cái gì người ta cũng sắp xếp cho mình hết. Bất phục là lấy gì bất phục? Mình làm giống được như người ta được không? Không làm giống được đâu. Cơ hội người ta làm được như vậy, mình có tâm cảm kích, cảm ơn, cung kính sẽ học được rất hay. Nhớ kỹ, mình gần người trên đừng bao giờ tùy tiện thay lời nói của người trên bằng cách tùy tiện. Đừng bao giờ đổi cái chủ ý của người trên. Đây là việc quý vị cực kỳ dài khờ. Tưởng đó mình khôn lanh nhưng cực kỳ dài khờ, dễ dàng thay đổi chủ ý của người trên. Đây là một điều cực kỳ dài khờ, quý vị sẽ rất nguy hiểm. Nhớ kỹ, vì sao? Vì người trên đã đưa lên cái gì là nhất định phải có chủ ý. Khi ta đã đưa lên một chủ ý gì cho đại chúng trong chùa làm việc, quý vị đừng dội dàng tùy tiện thay chủ ý của người ta. Vì khi quý vị dễ thay chủ ý của người ta, dễ thay lời nói người ta, sắp xếp lại thì quý vị sẽ bị mất lòng tin. Nguy hiểm cực kỳ luôn quý vị coi. Mỗi một cái đảng, mỗi một cái gia đình, mỗi một cái tổ chức đều có quy tắc. Người trên nó đưa ra mà mình rất dễ thay đổi, nguy hiểm. Nên từ nơi đó mà bản thân mình đừng bao giờ tùy tiện cho rằng mình thông minh, mình khéo léo. Người trên có góc độ còn sâu hơn mình. Nếu góc độ không sâu hơn mình thì sao? Người ta bố trí, người ta sắp xếp bao nhiêu việc. Nên từ nơi đó mình đừng nên tùy tiện. Nên mỗi một con người chúng ta là một công dân, không thể nào biết được việc làm của người lãnh đạo một đất nước. Nên mỗi một con người chúng ta hãy tin 100% họ có góc độ lãnh đạo của chính họ, nhất định sẽ tốt hơn. Chúng ta chỉ cần bình yên là tốt nhất, làm đúng vai trò của chính mình. Mỗi một con người vai trò mình cố gắng nhận thức cho đặc biệt. Thí dụ như người trên đưa ra một cái gì đó nó không được hợp lý, chính người ta sẽ điều chỉnh. Còn bản thân mình cho rằng mình thông minh, mình dễ đưa ra chủ ý để thay đổi liền, bản thân mình cực kỳ dễ khờ. Vì người ta có thể đưa ra, người ta thấy không thành công, người ta có thể tự điều chỉnh lại. Đó là góc độ của người trên. Còn bản thân mình tự đưa chủ ý và thay đổi thì bản thân mình lâu ngày không khéo sanh tâm kiêu ngạo.
Đây là tác hại còn lớn hơn, nguy hiểm còn cực kỳ hơn. Nên người trên người ta không bao giờ nghe mình, dù cái chủ ý của mình đưa ra dù có hay, vì mình chưa đủ thẩm định để nhìn nhận được, để thay đổi chủ ý. Nếu để cho mình dễ thay đổi chủ ý, lâu ngày chỉ có hại mình, không giúp được. Nên tất cả anh em làm vai trò quản chúng phải hiểu được nguyên lý này. Phải hiểu nguyên lý này. Thí dụ như mình là quản chúng một ngôi chùa, thì việc trong ngôi chùa đó mấy anh em phải sắp xếp. Dù giao cho một khâu nào nhưng việc mấy anh em đều đụng vô được hết. Không đụng vô được rồi sau này cái khâu đó lỡ nó lên đến đỉnh cao nào mấy anh em có giải quyết được không? Không giải quyết được mà giải quyết vào thì nó sẽ phanh phôi ra một số việc càng lớn hơn. Thí dụ như trung bình như Đức không cần nói gì, nhưng mà cái việc gì như Đức đã đưa ra là cứ làm đi. Còn không nói thì thôi. Chứ đưa ra mà dễ thay đổi, dễ thay đổi, dễ thay đổi là mấy anh em vì sao thất bại. Thì bây giờ sau này tới mấy anh em làm, mấy anh em đưa ra cái gì người ta cũng dễ thay đổi, mấy anh em có chịu không? Có chịu không? Đó. Thí dụ như người trên người ta đưa cái gì đến cho mình là mình thay đổi, sau này cuộc đời mấy anh em người ta thay đổi gì mấy anh em chịu không? Nói mà cái việc của bản thân mình coi chúng một chùa, chuyện gì chỉ cần mít lòng mình một chút thôi là mình đã không vừa bụng rồi. Thì chính bản thân mình hãy nhìn cái việc mình làm với người trên sẽ như thế nào. Thì mình sẽ có góc độ dội lại, mình sẽ nhận thức. Và những anh em ở vị trí dưới thì mình sẽ biết được người trên người ta làm, bản thân mình không được đụng vô. Còn người trên nữa thì mình không được đụng vô. Mình chỉ có chấp hành thì người dưới mình sẽ chấp hành mình. Từng đợt nó đi theo như vậy, từng đợt người sẽ đi theo như vậy. Còn người trên nó đưa chủ ý của mình dễ thay đổi. Không lẽ mình thông minh hơn người trên, mình giỏi người trên. Dù mình có giỏi hơn, mình thông minh hơn, nhưng mình chưa đủ cái thẩm quyền để giỏi hơn và thông minh hơn. Thì đó gọi là phan diên, thất bại rồi đó. Đó, phân tách cực kỳ rõ ràng luôn, để cho mình đối nhân xử thế sống trong cuộc đời này. Rất rõ ràng. Cái hành động người trên người ta đưa ra cái gì, mình là người kế người trên, mình làm là để cho người dưới tôn trọng mình đó. Nó đi theo lề lớp để người ta tin tưởng, thì mình mới thu nhiếp được chúng. Còn mình tùy tiện mình thay đổi là hết, là bắt đầu chúng, cái người dưới tay mình sẽ nhìn theo đó mà người ta tự thay đổi luôn. Nên làm cái gì hỏi một tiếng đó là rất hay, cực kỳ hay. Còn người trên đã nói rằng làm đi là cứ làm đi. Còn những điều mà không cần thiết đặt vấn đề này kia mà người trên đã đưa ra thì đừng bao giờ ý kiến ý gò gì hết. Hiểu không? Còn khi mà ngồi họp bàn thì mình đưa lên ý kiến nhẹ nhẹ, cái góp ý nhẹ nhẹ thôi, đừng có nên chạm vào cái lời nói mà người ta đã đưa ra quyết định. Còn người trên đã đưa quyết định thì đừng bao giờ xin xỏ gì vô. Hiểu không? Cả người ta giải quyết một người, cho người này về, mình đưa quỳ xuống mình xin để cho người này ở lại, mình tưởng đâu vậy là mình từ bi, chưa chắc. Mình phải ở phía sau mình gặp người trên, mình đưa lên cái lợi hại sao, và diễn giải làm sao cho đẹp, để đừng để cho người ta đặt mình còn từ bi hơn người trên. Người ta đặt mình từ bi hơn người trên là bản năng mình tiêu. Tại vì người trên người ta làm mà người ta đặt mình còn từ bi hơn người trên thì thua rồi. Người ta không phải vì cái chuyện từ bi hay không từ bi, mà vì một cái lãnh đạo, một công việc, người ta phải có rõ ràng như vậy, có lề lớp từ trên tới dưới. Đó là những đức hướng dẫn rất rõ ràng. Mỗi một tổ chức làm việc nó rất rõ ràng luôn quý vị. Nếu mà theo như vậy mà làm, thành công cực kỳ cao. Con người á, khôn cũng chết, dạy cũng chết, biết người biết ta thì sống. Khôn mà leo lách thì chết càng sớm. Khôn nhưng mà muôn biến vạn hóa. Có những cái thiệt thòi lại là khôn, có những cái mình không chịu thiệt thòi mình lại là ngu. Nên bản thân mình có những cái thiệt thòi nhưng lại là khôn. Nên á, phái nữ đồ này kia đừng bao giờ chen vào chuyện của những đức quá đáng quá. Có thể như đức ngồi nói chuyện vui này kia thì được, nhưng mà cái chuyện như đức đã đưa lên kế hoạch thì đừng tùy tiện đưa lên ý kiến này kia mà chen vào việc của những đức. Nên tất cả các anh em quản chúng trong chùa phải nhớ kỹ điều này. Dù là vị trí mình có giao cho họ, nhưng bản thân mình phải là người lãnh đạo một ngôi chùa, làm một công việc, một tổ chức. Bản thân mình phải đụng được hết tất cả các việc đó. Nếu đã giao rồi mà chính mình còn phải hỏi họ, thì lỡ con người này sanh tâm kiêu ngạo rồi sao? Không khác nào mình làm cho nhiều người phía sau khổ. Khi mình mà bực tức lên mình giải quyết thì nó càng khổ hơn. Thà mình đè phục người ta, để cho người ta biết hạ mình, biết cúi đầu, bớt cái mặt nhỏ lại, thì đó là mình mới giúp nó thành tựu con đường giải thoát. Đây là cái cực kỳ quan trọng.
Nên mỗi một người sống trong chùa, quý vị phải nhận thức rằng gia đình mình ngày xưa một hai người mà còn khó sắp xếp, không chỉ một tổ chức đông như vậy, thì bản thân của mình sẽ thấy người trên khó cỡ nào, trên hòa thượng khó cỡ nào, kế những đức làm khó cỡ nào. Mỗi anh em vẫn chúng có khó, từ nơi đó chúng ta phải biết cái quy củ, và không hiểu thì hỏi đàng hoàng để theo cái lề lớp làm việc, để ngôi Tam Bảo chúng ta được tồn tại lâu dài, chúng sanh được nhờ. Đây là chỗ rất quan trọng. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố, cả đời không thối tâm. Người niệm Phật muốn sanh cực lạc, biết chấp hành quy củ, biết mình ở vị trí nào và đặt mình vào vị trí nào, rồi hạ cái tâm kiêu ngạo xuống. Đừng cho rằng mình giỏi, mình làm được nhiều việc là mình muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, tùy tiện thay đổi chủ ý của người trên. Đó là cái tác hại mình rất lớn và thất bại rất là lớn. Nhớ, cố gắng niệm Phật quý vị, để cuộc đời chúng ta hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Thank you.